Đây chính là một bằng chứng cho thấy công nghệ xung quanh chúng ta đã phát triển nhanh đến như thế nào. Ngày xưa nếu như muốn sở hữu một chiếc điện thoại flagship Android có màn hình cong, các bạn sẽ phải bỏ ra từ 20 cho đến 30 triệu đồng. Nhưng với Oppo Reno 8T, con số này sẽ chỉ khoảng là 10 triệu mà thôi. Màn hình cong, thứ nhất là nó rất sexy, rất đẹp. Viền màn hình siêu mỏng, riêng cái viền dưới chỉ dày có 2,32mm mà thôi. Màn hình của Oppo Reno 8T có kích thước lớn, camera đục lỗ nhỏ gọn, có rất nhiều không gian để hiển thị, tấm nền AMOLED chất lượng, hiển thị màu đen sâu và các màu sắc khác có độ tương phản rực rỡ. Tần số quét màn hình 120Hz mượt mà. Độ sáng màn hình thì không quá cao nhưng mà hoàn toàn thoải mái để các bạn nhìn cả trong nhà lẫn ngoài trời. Đây cũng chính là chiếc Oppo Reno đầu tiên trong phân khúc giá này trang bị màn hình 1,07 tỷ màu. Nếu như các bạn chưa hình dung ra sự khác biệt thì hãy nhìn vào hình ảnh sau đây. Đặt trước ngay Oppo Reno 8T 5G phiên bản 128 và 256GB bộ nhớ trong, được tặng ngay loa Bluetooth Oline S2 ấn tượng trị giá 1.590.000 đồng và trả góp 0%. Thời gian từ ngày 1 đến hết ngày 10 tháng 2 năm 2023. Nhanh tay lên, số lượng có hạn.